Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 52, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. Vở bài tập nâng cao môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra. Trang số 43 nào. Mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu viết số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu. Như vậy mẫu ở đây, ta cho này. Số gồm này, 300 này, 40 này, mấy đơn vị? 2 đơn vị. Thì chúng ta sẽ lập được đó là gì? 342. Dễ không? Quá dễ dàng. Rồi, mình sẽ làm câu A nhé. Số gồm này, 500. 500, các em cứ viết thôi. 20. 20. Mấy đơn vị? 4 đơn vị. Dễ không? Rồi, câu B. Số gồm 600 này. 60 này. Và 6 đơn vị. Đấy. Số mà gồm 200 này, 80 này, mấy đơn vị? 0 đơn vị. Đó. Được chưa? Đấy, các em có thể dừng cái video lại, chúng ta làm, sau đó chúng ta so sánh kết quả với thầy. Số gồm 700, 00, mấy đơn vị? 6 đơn vị. Đấy, dễ như là chúng ta xem tivi nhỉ. Xem hoạt hình Doraemon, đúng không? Rồi, bài số 2. Điền cái số nào theo mẫu. Như vậy người ta cũng làm mẫu cho mình đây. Số gồm này, số 325 thì 3 này là 300, 2 này là 20, 5 đơn vị. Đó, vậy thì bài mẫu nhá. Rồi, câu A này, số 253 thì gồm này, các em nhìn thấy này, 2 đứng hàng gì? Hàng trăm. 5 này, hàng gì? Hàng chục này. Và mấy? 3 hàng đơn vị. Được chưa? Rồi, câu B này, số 777 gồm mấy? 700 này. 70 này. Được chưa? 7 gì? 7 đơn vị. Quá đơn giản. Rồi, số 506 thì gồm này, 5 này là 500 này. 0 gì? 00 này. Mấy đơn vị? 6 đơn vị. Rồi, số 930. 9 này. 900. 3 là 3, 30. 0 là mấy? 0 đơn vị. Rồi chưa? Xong nhá. Sang bài số 3. Nối theo mẫu. Như vậy ở đây, bên phía tay trái của chúng mình là những số, và bên phải đây này là những cái phép tính cộng này. Vậy thì nhiệm vụ của chúng mình sẽ xem những cái số này này, khi chúng ta cộng lại nó là bao nhiêu. Được chưa? Người ta đã là mẫu này, 346 đơn vị này. Vậy thì các em sẽ viết này, 300 này, 40 này, 6 đơn vị này. Tức là 3 là hàng trăm, 4 hàng chục và 6 hàng đơn vị. Mình sẽ nối với nó đây. Được chưa? Rồi bây giờ áp dụng này. Số 950. 900 này. 50 này. Như vậy sẽ là mấy? 0 đơn vị. Vậy đây sẽ số 9 gì? 950. Em tìm 950. Đây, chúng ta sẽ nối cho nó 950. Rồi tương tự này. Số 700. 7 đơn vị. Như vậy nó sẽ là gì? 0, 0 chục. Vậy số này sẽ là gì? 707. Đâu 707 đâu? Đây nhá. Đó, các em sẽ nối với 707. Rồi, tương tự. Số 460, 3 đơn vị. 463. Đâu các em? Đây 463 đấy. Dễ như ăn tương đúng không? Rồi.
Số tiếp theo 630, 4 đơn vị. Vậy nó sẽ là 634. Đây còn một slot duy nhất thôi đúng không? Đấy, một chỗ duy nhất dành cho em 634. Rồi, bài số 4. Bài số 4 người ta cho như sau. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đấy, như vậy câu A này, 457 thì thực ra nó giống như cái bài số 3 mình vừa làm này. 4 là 400, 5 này là gì? 50, 7 gì? 7 đơn vị. Được chưa? Rồi câu B này, số 286 sẽ là gồm 200 này, mấy chục? 80, mấy đơn vị? 6 đơn vị. Được chưa? Rồi câu C này, số 536 đơn vị. Đấy, các em lập được không? 500 này, 30, mấy? 6 đơn vị. Rồi câu D này, số 619, các em phải nhìn sang đây, thì nó bao gồm 600 này, mấy? 10 và mấy? 9 đơn vị. Được chưa? Rồi, như vậy mình đã hoàn thành được cái tiết số 1 nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh của những video này cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.